Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2019, Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa xã Mỹ Đồng, dòng họ Nguyễn Công, đã tổ chức lễ khánh thành tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa từ đường họ Nguyễn Công. Dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng, Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử thành phố, đại diện lãnh đạo Phòng văn hóa thông tin huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể xã Mỹ Đồng cùng các thành viên dòng họ Nguyễn Công từ đường dòng họ Nguyễn Công tọa lạc tại thôn 2 xã Mỹ Đồng được xây dựng vào khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 19. Từ đường thờ ngôi cao nhất Thượng Thượng Tổ Nguyễn Công và các bậc tiên linh năm đời được con cháu các chi phái rước vào từ đường để phụng thờ theo tín ngưỡng truyền thống thờ tổ tiên của người Việt. Từ đường dòng Hoàng Nguyễn Công là nơi thờ tự và cũng là nơi lưu giữ những kiến trúc mỹ thuật tinh xảo và di sản văn hóa là căn cứ cơ sở hoạt động cách mạng trong thời kỳ thực dân Pháp xâm lược. Từ đường họ Nguyễn Công còn bảo lưu được nhiều di vật, đồ thờ, góp phần minh chứng cho giá trị lịch sử văn hóa, nguồn gốc và công trạng của các cụ tổ dòng họ. Bên cạnh nhiều giá trị về lịch sử, từ đường còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa tâm linh, tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa, phù hợp với truyền thống của dòng họ và địa phương. Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử văn hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2011, Ủy ban dân thành phố Hải Phòng đã có quyết định xếp hạng di tích từ đường họ Nguyễn Công sang Mỹ Đồng là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, mặc dù Từ Đường đã nhiều lần được dòng họ trùng tu sửa chữa, nhưng hiện nay một số hạng mục công trình đã bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Để bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của di tích, được sự quan tâm của sở Văn hóa Thể thao, Bảo tàng, Hội khoa học lịch sử thành phố, sự tạo điều kiện giúp đỡ của ủy ban nhân dân huyện, phòng Văn hóa Thông tin huyện, ủy ban dân xã Mỹ Đồng, sự phát tâm công đức của các thành viên dòng họ ngồi Từ Đường đã được trùng tu tôn tạo theo lối kiến trúc cổ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Công trình có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng, trong đó vốn công trợ từ ngân sách thành phố là 300 triệu đồng, kinh phí còn lại do con cháu dòng họ đóng góp ủng hộ. Sau gần 5 tháng thi công, từ đường dòng họ Nguyễn Công được hoàn thiện khang trang, bẻ thế và đưa vào sử dụng, góp phần giữ gìn phát huy những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa truyền thống của dòng họ và địa phương. Đây cũng là dịp để con cháu hướng về cội nguồn, tri ân công đức đối với tổ tiên, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp đồng thời giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc cho các thế hệ con cháu trong dòng họ. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cắt băng khánh thành tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa từ đường họ Nguyễn Công và làm lễ dân hương kính lễ tham quan từ đường và tổ chức các hoạt động tế lễ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người người bình an. Cũng tại buổi lễ, dòng họ Nguyễn Công đã tổ chức trao lưu danh và làm lễ mừng thọ cho các cụ tròn 70 tuổi, 75 tuổi, 80 tuổi và 85 tuổi.